Thấy nó dại quá. Cái này mình mầm chặt ấy, mình chỉ cần nhặt những cái thanh tre này thôi anh Quyết ạ, không cần chặt tre, chỉ rác mấy cái để cho đậu nó lên thôi mà, cần gì đâu. Ui nó chặt rất đầy kìa. Khai thác. Ui. Vẫn còn vết tươi anh nhỉ? Sau mưa là nó đi chặt đấy. Kia có cái đây này anh ạ, anh có chặt luôn cái gốc này xa rồi, có cái cái này to. Có lấy lá tre làm gì không ạ? Có lấy lá tre tươi làm gì không? Đây không có, đi anh đi ra kia đi. Ở đây có một cọng thôi, ở có một cái thôi. Có làm ra không thì lấy về. Không. Ui, cái này làm kiểu như là chiếc đu. Kinh thật. Cái này nó giống như trẻ trong cái băng của ấy đấy thì. Ở đây có đấy. Măng này, măng này ở Việt Nam cũng có nhưng mà nó dài hơn. Cái măng này là măng luồng, măng lứa đấy, măng luồng đấy. Đấy, măng luồng. Trong kia có mấy một túi luồng à? Măng của nó là phải thế này. Thế à? Ở đây cũng. Cái này đó là cái luồng ở Việt Nam mình mà. Trong kia có bụi luồng to, dài hả? Không được, dám chặt được. Bám hai mâm. Bao giờ? Đấy, lâu rồi. Năm ngoái rồi. Không, một cái đấy này. Nhưng mà gần đây thôi gì? Cháu nó ra nó vươn vươn hướng này. Ừ. Có thể để về làm nôm ăn ngon rồi.
thế luôn, mũi ở đây kiến nó cắn đây. Ừ. Hai nốt răng. Một kiến đen anh người ạ. Kiến này của làm báo độ. Vâng. Nào đấy. Cũng hơi hơi ghê ghê. Đây, hàm nó để có hơi bay. Tôi về chúng độc. Chúng độc thu phi. Chuyện vác ra phải có sức khỏe mới vác được ấy. Túi của anh Quyết đầy hơn đầy ạ. À? Ừ. Mang một tí vào đây mà trồng khi nào lên khai thác. Sáng nào đi tiểu về đấy không? Bọn này cũng biết đấy nhở, nó mưa xong là nó đi cắt là nhiều hơn đúng không? Cái này Việt Nam mình nhỉ? Đây, cái này không ăn được rồi. Màu xanh là già, màu nâu rồi. Có mình vối đi ăn được rau. Để làm gì ạ? Cái bê đắng ấy. Như hôm trước anh bảy làm không đắng đâu. Luộc cả ba nước lần. Luộc xong đồ. Cây khế ở chỗ nào? Để đóng bên dưới. Hay làm cần câu cá. Cần câu thì người ta nên lấy cây này. Chỗ anh Hạnh là Lucala đấy à? Hỏi Quyết anh hỏi phí, hỏi thừa. Năm kia mà hao nó ngờ đấy nè. Em bắt thì được khoảng 80 cân ý. 80 cân đấy. Đi bắt ra lại thì nó 7-8 cân này. Kiếp, bắt một phát cho nó kiểu... Bắt 80 cân ấy. Tiết chủng á. Cái mua đấy em phải được 80 cân ấy chứ. Cái sông dưới này không có, em không thấy có cá mấy hay là cái gì ấy nhỉ? Không mấy, chắc ở đây ít cá. Thì trẻ cá tế nhưng con to lắm. Dạ. Tôi chưa nhìn có này. Đây, băng trên này này, băng trên đây này, lai đây này. Dạ. Sau thấy nó to to rồi này. Một phánh luôn này. Tay hay là? Làm cẩn thận. Để xem.
dài. Anh cứ vứt ấy, anh cứ vứt ở trên đấy thôi. Dọc đường. Trên này có hơn này. Có được mấy củ? Được ba. Tôi không muốn mọi người nâu hay là xanh. Chỗ này có mấy cái chặt rồi nhé. Bên kia, phía bên kia. Cái bụi ấy, đó. Em đi sáng lên kia. Con gì nó kêu măng này quá to luôn. Đen à? Có hành kia. Đây mà. Vâng. Bạn này tất nhiên là mình chui vào trong. Bắt ta đi. Thêm mấy cái kia nữa. Đi ra luôn thôi, chứ không rồi nó lại rác mất xe. Quên lấy con chiếc mất xe không Việt à? Ừ. Xe đấy có cần chìa không? Không có. Thế em đi ra ngoài đấy trước nhé.